So sánh giao thức Rift version 1 và giao thức Rift version 2. Giao thức Rift version 2 ra đời để khắc phục những cái nhược điểm còn tồn tại trong giao thức Rift version 1. Tuy nhiên, một thiết bị mà chạy giao thức Rift version 2 lại không có khả năng tương thích ngược với những thiết bị mà chạy giao thức Rift version 1. hạn dạ, nếu mà router 1 nó chạy giao thức Rift version 1, còn router 2 lại chạy giao thức Rift version 2, thì lúc này các con router sẽ không học được rút của nhau. Bởi vì đối với giao thức RIP version 1 thì cứ 30 giây một lần nó lại quảng bá những cái mạng mà nó biết qua cho router láng giềng thông qua cái phương thức là broadcast tức là những cái bản tin định tuyến sẽ được gửi tới địa chỉ IP đích là 255.255.255.255. .255 .255 .255. Còn đối với giao thức RIP version 2 thì cứ 30 giây một lần nó lại quảng bá những cái thông tin mà nó biết qua cho router láng giềng thông qua cái hình thức là multicast tới địa chỉ là 224.0.0.9 thì chỉ có những cái router nào mà đang chạy giao thức RIP version 2 thì mới xử lý cái bản tin gửi tới cái địa chỉ multicast đặc biệt này là 224.0.0.9. Do Rift Version 1 nó sử dụng cái lưu lượng broadcast để gửi những bản tin cập nhật định tuyến, trong khi Rift Version 2 lại sử dụng cái địa chỉ multicast để gửi những bản tin cập nhật định tuyến. Đó là lý do mà Rift Version 2 không có khả năng tương thích ngược với giao thức Rift Version 1. Đối với giao thức Rift Version 1, nó được xếp vào nhóm giao thức Classful, còn đối với giao thức Rift Version 2, nó được xếp vào nhóm giao thức Classless. Thì đối với nhóm giao thức lắc full thì khi mà nó quảng bá thông tin định tuyến nó chỉ quảng bá địa chỉ mạng mà thôi Còn đối với nhóm giao thức lắc lịch, khi mà nó quảng bá thông tin định tuyến á, thì nó sẽ quảng bá địa chỉ mạng kèm theo thông tin là Cinemax Do vậy mà nếu mà hai router của chúng ta mà đang chạy giao thức RIP version 1 thì router R2 sẽ học được cái mạng 10.0.0.8. Thì cái set 8 này ở đâu mà ra trong khi router R1 chỉ quảng bá duy nhất cái địa chỉ mạng là 10 0 0 0 thì đứng ở góc độ của router R2 khi mà nó nhận được một cái địa chỉ mạng là 10.0.0 thì nó sẽ căn cứ vào cái test đầu để biết rằng là đây là thuộc lớp mạng A, B hay là lớp mạng C. Bởi vì ốc test đầu tiên trong tình huống này là 10, do vậy là con router R2 nó tự động suy luận đây là cái lớp mạng A và lớp mạng A thì sẽ có prefix lên mặc định là sạc 8. Do vậy router R2 sẽ cập nhật là các mạng 10.0.0.8 học được thông qua hướng router R1 còn nếu hai con router của chúng ta đang sử dụng giao thức rip version 2 thì lúc này router r2 sẽ học được cái mạng chính xác là 10.0.0.24 thông qua net là hướng router r1 bởi vì khi mà router r1 nó quảng bá một cái đích nào đó qua cho router láng giềng thì luôn luôn là nó quảng bá cái địa chỉ mạng kèm theo thông tin snmp à, và đứng ở góc độ của router r2 nó sẽ dựa vào cái snmp này để biết được là cái prefix lan tương ứng với cái địa chỉ mạng đó chính là 24 trong tình huống này